Vimacai phấn đấu đến năm 2025, giá trị từ cây ăn quả đạt 183 tỷ đồng. Lào Cai quan tâm củng cố phát triển hệ thống y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Cho trẻ học bơi để phòng tránh đuối nước, tai nạn thương tích. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải Xây dựng và các sở ngành đơn vị liên quan hướng dẫn các xã triển khai thực hiện nội dung thành phần số 1 của chương trình: xây dựng, rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, tạo điều kiện thực hiện chương trình gắn với phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. Nội dung thành phần số 3 của chương trình: thu hút khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy thực hiện bảo hiểm trong nông nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đảm bảo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thiết thực hiệu quả. Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp là một trong những mục tiêu quan trọng đang được thị xã Sapa chú trọng nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn. Cụ thể, thị xã đã ban hành văn bản về hướng dẫn triển khai một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh Lào Cai trên địa bàn thị xã Sapa. Đến nay, thị xã đã thu hút 9 doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó có 6 cơ sở sản xuất chế biến ở lĩnh vực trồng trọt, còn lại là các công ty, hợp tác xã chế biến dược liệu. Sapa cũng có 3 cơ sở chế biến các sản phẩm từ cá nước lạnh tại phường Âu Quy Hồ và xã Ngũ Chỉ Sơn, với công suất trên 100 tấn cá tươi một năm. Các sản phẩm của cơ sở chế biến được tiêu thụ với giá trị cao, sản phẩm tiêu thụ ổn định, một số sản phẩm được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Huyện Simacai đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tổng diện tích cây ăn quả ôn đới đạt 1.500 ha, sản lượng là 4.080 tấn, giá trị đạt 183 tỷ đồng. Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, trồng mới 533 ha cây ăn quả ôn đới, tập trung chủ yếu vào các loại cây mận tà van, lê VH6, lê xanh đối với hộ gia đình trồng tối thiểu 100 cây trở lên, trồng liên vùng liên khoảnh từ 5 ha trở lên. Trước mắt trong năm 2022, thực hiện trồng mới 250 ha tại các xã. Cũng trong giai đoạn này, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn nhân dân kỹ thuật đốn tỉa ngọn vin cành tạo tán, hệ thống tưới tiết kiệm nước cho khoảng 900 ha để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Huyện cũng khuyến khích các xã đẩy mạnh phát triển vùng cây ăn quả ôn đới gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm để nâng cao giá trị kinh tế. Tính đến đầu tháng 6 năm 2022, tổng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Bàn ủy thác qua 4 tổ chức chính trị xã hội đạt trên 465 tỷ 880 triệu đồng. Các tổ chức hội đã làm tốt việc đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi của chính phủ đến với các đối tượng thụ hưởng như hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác. Công tác bình xét cho vay được thực hiện công khai, đúng đối tượng thụ hưởng. Việc kiểm tra giám sát, nhất là kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay, luôn được các tổ chức hội chú trọng thực hiện. Qua đó đảm bảo nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích, phát huy được hiệu quả. Đây là cơ sở quan trọng để huyện Văn Bàn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình mỗi năm từ 4 đến 5% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2025 sẽ đạt 74 triệu đồng. Có 19 trên 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, Bản Mông Dền Thàng nằm trong vùng lõi vườn quốc gia Hoàng Liên, nhiều năm từng là điểm nóng về tình trạng chặt phá rừng. Vậy nhưng nay rừng đã được bảo vệ tốt, một phần từ mô hình nuôi cá nước lạnh của Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng, ông Hầu A Bâu. Trục bể nuôi cá nước lạnh, mỗi năm xuất ra thị trường khoảng 5 tấn cá hồi, cá tầm. Sau khi trừ đi chi phí, thu lợi từ 200 đến 400 triệu đồng. Đó là mô hình nuôi cá nước lạnh của ông Hầu A Bâu, người đầu tiên mang cá nước lạnh về nuôi tại vùng rừng núi khó khăn, heo hút của xã Tả Văn. Bộ thảo quả rồi thương nhiệt bảo vệ cho gia đình thì mình chỉ có làm gừng từ nhà thôi. Mình nuôi cá từ cửa nhà thôi, là mình không đi rừng nữa rồi. Mình không đi đâu làm nữa. Mình làm tại nhà, mình nuôi lợn, nuôi gà, mình nuôi tại nhà.
Không chỉ vận động bà con học tập và làm theo mình, vợ chồng ông còn hỗ trợ giống cá trị giá cả 100 triệu đồng và kinh nghiệm chăn nuôi. Từ mô hình đầu tiên của gia đình ông Bâu mà đến nay, trong tổng số 130 hộ gia đình ở Dền Thàng, gần 100 hộ đã nuôi được cá nước lạnh. Hộ ít mỗi năm thu vài tạ, còn hộ nhiều thì thu tới vài tấn. Với cách làm này, thu nhập từ nuôi cá nước lạnh đối với hộ nuôi ít khoảng 10 triệu đồng, hộ nhiều lên đến trên 100 triệu đồng. Bây giờ nuôi cá có tiền rồi thì ai nghèo, ai không có bố mẹ, không có chồng thì cho mỗi người một ít để mua chăn, mua quần áo. Ông Bâu thì là một đồng chí tổ trưởng bảo vệ rừng, thì trong công tác bảo vệ rừng là đồng chí cũng rất nhiệt tình và cũng tham gia nhiệt tình về công tác bảo vệ rừng và vận động các thành viên trong tổ cùng nhau để đi tuần tra kiểm soát rừng. Gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế của ông Bâu đã góp phần nhân rộng mô hình nuôi cá nước lạnh đến cả 100 hộ dân hai thôn Dền Thàng và Xéo Bí Tỉ. Cách làm này không chỉ giúp bà con nâng cao thu nhập mà còn góp phần bảo vệ tài nguyên rừng khi bà con đã có sinh kế bền vững. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc, trang thiết bị y tế về việc xử lý vướng mắc trong mua thuốc và vật tư y tế, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các bệnh viện, các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai việc mua thuốc và vật tư y tế để đảm bảo tính sẵn sàng, không được để xảy ra tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Cung cấp đủ, kịp thời các vật dụng y tế và thuốc thiết yếu, đặc biệt là các thuốc hiếm, nguồn cung. Các bệnh viện, các đơn vị y tế, các doanh nghiệp kinh doanh thuốc và vật tư y tế triển khai kế hoạch dự trữ đầy đủ và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong mua sắm và cung ứng thuốc, vật tư y tế. Những ngày gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận nhiều trẻ em nhập viện điều trị bệnh sốt xuất huyết. Hiện đang là cao điểm mùa dịch, dự báo số ca mắc bệnh thời gian tới tiếp tục tăng. Do đó, phụ huynh cần lưu ý theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ để sớm đưa trẻ đến cơ sở y tế để điều trị kịp thời. Từ đầu tháng 6 đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã tiếp nhận 15 trẻ em nhập viện điều trị sốt xuất huyết. Trong đó 5 ca nặng, bị sốc, trẻ sốt cao nhiều ngày. Theo ghi nhận của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, hầu hết các bệnh nhi nhập viện đều trong tình trạng nóng sốt nhiều ngày. Vì vậy, các gia đình khi thấy trẻ sốt và có các triệu chứng của sốt xuất huyết, cần kịp thời đưa đến cơ sở y tế để điều trị. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể bùng phát thành dịch vào mùa mưa, tập trung nhiều ở trẻ em. Bệnh hiện chưa có vaccine phòng và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó, biện pháp tốt nhất là phòng bệnh, phòng tránh muỗi đốt, dọn dẹp vệ sinh môi trường để diệt loang quang bọ gậy theo khuyến cáo của ngành y tế. Triển khai thực hiện đề án số 07 của tỉnh ủy về bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số tỉnh Lào Cai trong tình hình mới giai đoạn 2020-2025, hệ thống y tế Lào Cai tiếp tục được củng cố, tăng cường và phát triển, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân ngay từ tuyến cơ sở. Luân phiên cắt cử các bác sĩ xuống hỗ trợ tuyến dưới thực hiện khám chữa bệnh cho nhân dân. Đây là nội dung theo đề án 1816 được Trung tâm Y tế huyện Bát Sát duy trì thường xuyên vào thứ Hai, thứ Sáu hàng tuần. Được cầm tay chỉ việc, cán bộ nhân viên y tế cấp xã đã từng bước nâng cao năng lực trình độ, người dân cũng được tiếp cận nhiều dịch vụ khám chữa bệnh ngay tại cơ sở. Bị bệnh mãn tính, chưa có một tháng, con cháu lại phải trở ra tận huyện để khám, lấy thuốc. Hơn 2 năm nay, có bác sĩ về tận xã khám và cấp thuốc cho thì thấy rất tốt, thuận tiện, không phải đi xa, sức khỏe thì đảm bảo. Công tác cấp cứu, sốc phản vệ hoặc là những trường hợp mà cấp cứu về ngộ độc, cấp cứu về vấn đề liên quan đến cấp cứu phổi, hô hấp, triển khai rất là tốt, đã giảm thiểu rất nhiều cho vấn đề mà bệnh nhân mà khi mà không được xử lý trước ấy, thì xuống bệnh viện đã đáp ứng tốt về vấn đề cấp cứu sức khỏe ban đầu. Toàn tỉnh hiện có 18 phòng khám đa khoa khu vực và 152 trạm y tế xã được tăng cường đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Thì đề án 1816, đề án bệnh viện vệ tinh, tổ chức khám chữa bệnh từ xa cũng đã giúp nâng cao chất lượng cho y tế cơ sở. Việc đẩy mạnh các cái dịch vụ kỹ thuật cũng như là sắm các cái trang thiết bị được các cấp các ngành quan tâm, nâng cao cái trình độ chuyên môn của
tuyến y tế cơ sở, đặc biệt là tuyến xã, cũng như là các cái nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản. Hiện toàn tỉnh có trên 4.800 cán bộ nhân viên y tế, đạt tỷ lệ 13,2 bác sĩ, 3 dược sĩ đại học trên 1 vạn dân. 30% các trạm y tế xã có bác sĩ, 100% xã phường thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tiếp theo chương trình, xây dựng các thiết chế văn hóa để nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc lắp hệ thống lọc nước trên trạm Thiên Cung. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp công đoàn đã phát triển mới 1.309 đoàn viên và thành lập mới 2 công đoàn cơ sở. Như vậy, hiện nay toàn tỉnh có 1.221 công đoàn cơ sở, với gần 41.000 đoàn viên công đoàn. Để củng cố các tổ chức công đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh cùng với các ngành tham mưu cho tỉnh ủy ban hành đề án số 07 về xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020, ban hành các thông tư về thực hiện phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn, đồng thời chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện việc phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức công đoàn, nhất là trong các doanh nghiệp, khu vực ngoài nhà nước. Thực hiện công tác dự báo, khảo sát, nắm bắt tình hình doanh nghiệp, lao động ở khu vực ngoài nhà nước để xây dựng kế hoạch thực hiện thành lập công đoàn cơ sở, phát huy tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động. Mùa hè, thời tiết nóng bức và cũng là thời điểm nhu cầu vui chơi giải trí, hoạt động bơi lội của trẻ em tăng cao. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm tai nạn đuối nước ở trẻ em, khiến không ít phụ huynh lo lắng. Nhận thức được tầm quan trọng của việc học bơi, thời gian gần đây có rất nhiều phụ huynh đăng ký cho con em mình đi học bơi để phòng tránh tai nạn đuối nước cho các em, nhất là trong dịp hè, khi không có sự giám sát quản lý của người lớn. Tại các lớp học này, ngoài học bơi, các em còn được học những kỹ năng ở dưới nước, kỹ năng cứu người bị đuối nước. Tôi cũng đã thường xuyên hướng dẫn các cháu trong quá trình dạy. Thì ví dụ, tôi chỉ ví dụ các cháu là khi ra ao hồ sông suối này, thì các con cứ thử trong cái bồn chậu nước của mình ấy, nó có một lỗ xoay đấy, các con đặt tay xuống nó hút xuống, thì ra khu vực tự nhiên nó cũng như thế thôi. Nó hút xuống thì mình, cả những người bơi rất giỏi, cái đấy là cái cực kỳ nguy hiểm. Nó hút xuống thì không ai có thể ra được, chỉ may mắn thì có thể thoát thôi. Đấy, thì các cháu cũng có thể mường tượng ra. Và tôi vẫn thường xuyên là giáo dục các cháu là không được chủ quan khi ở dưới nước. Ở dưới nước mà chủ quan là rất là nguy hiểm. Bơi hơn 2 tháng và từ lúc biết bơi con đã cảm thấy khỏe, thấy khỏe mạnh với cả tự tin hơn khi xuống nước lớp và không còn sợ khi xuống nước nữa. Theo số liệu thống kê, trong 2 năm 2020-2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ đuối nước liên quan đến trẻ em. Vì vậy, bên cạnh việc dạy bơi cho trẻ, các gia đình, cha mẹ cần giám sát con em mình chặt chẽ, không nên cho con em mình ra chơi ở các ao hồ sông suối. Khi đi bơi phải mang theo áo phao bảo hộ và phải có người lớn biết bơi theo dõi giám sát. Cùng với các thiết chế văn hóa khác, nhà văn hóa hiện nay đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của cộng đồng. Chính vì vậy, sau một thời gian kiến nghị, niềm mong mỏi của người dân ở tổ dân phố số 3 phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai đã trở thành hiện thực khi một nhà văn hóa khang trang, to đẹp được dựng lên. Vui mừng phấn khởi lộ rõ trên khuôn mặt của bà Trần Thị Thịnh, đã ngoài 70 tuổi khi được đứng trong ngôi nhà văn hóa của tổ sắp được bàn giao và đưa vào sử dụng. Trước đây, nhà văn hóa của tổ dân phố số 3 phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai nhỏ hẹp, không đáp ứng đủ các nhu cầu sinh hoạt của tổ dân phố với 270 hộ. Sau nhiều lần đề nghị, đến nay bà con tổ 3 đã có nhà văn hóa khang trang, to đẹp. Không riêng hội người cao tuổi mà tất cả các đoàn thể cũng thế. Ví dụ năm trước cái nhà văn hóa kia chặt thì là hội người cao tuổi đến thì phụ nữ lại không có. Và các cháu không có, như đến bây giờ là thứ nhất là về nhà văn hóa để chuyển về trung tâm của tổ 3 là thuận tiện cho cả toàn thôn. Cũng rất là vui mừng khi được nhà nước và thành phố đầu tư xây dựng cho cái nhà văn hóa khang trang sạch đẹp như này, thì dân rất phấn khởi và cũng mong sớm là đưa vào để bàn giao để sử dụng cho khu dân cư.
Theo chia sẻ của ông Nông Ngọc Luận, tổ trưởng tổ dân phố số 3 phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, sau khi sắp nhập thôn Lục Cẩu, xã Đồng Tuyển về phường Duyên Hải nên số hộ gia đình tăng cao với khoảng 900 nhân khẩu. Nhà văn hóa cũ nhỏ hẹp, trong khi đó chợ Lục Cẩu lại bỏ hoang không sử dụng. Vì vậy, nhân dân đã đề nghị được chuyển diện tích đất chợ Lục Cẩu sang xây nhà văn hóa. Nhà văn hóa này thì thực tổ khu dân cư đây là cũng đề nghị được 5 năm. Nhưng mà đến giờ phút này là xây nhà văn hóa này, dân đây là rất phấn khởi, rất mừng. Với nhà văn hóa mới khang trang sẽ là điều kiện tốt để nhân dân tổ dân phố số 3 phường Duyên Hải hội họp, tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần ở khu dân cư. Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đã dỡ bỏ việc coi đậu mùa khỉ là bệnh đặc hữu nhằm thống nhất phản ứng tốt với loại bệnh này. Động thái của WHO được đưa ra trong bối cảnh, trước đó chỉ vài tháng, bệnh đậu mùa khỉ thường chỉ biết đến ở các nước khu vực Tây và Trung Phi. Nhưng đến nay, bệnh đã xuất hiện tại nhiều châu lục khác trên thế giới. Dự kiến vào ngày 23 tháng 6 tới, WHO sẽ tiến hành cuộc họp khẩn cấp để xác định xem liệu đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện nay ngoài khu vực Tây và Trung Phi có trở thành tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế hay không. Đây cũng là mức cảnh báo cao nhất mà WHO có thể đưa ra. Số liệu thống kê cho thấy từ đầu năm đến ngày 15 tháng 6, WHO đã xác nhận hơn 2.100 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ và một trường hợp tử vong tại 42 quốc gia trên thế giới, trong đó 84% số ca mắc được phát hiện ở châu Âu. Trung Quốc đã công bố hình ảnh các phi hành gia nước này trên tàu vũ trụ Thần Châu 14 lắp đặt hệ thống lọc nước và tiến hành kiểm tra chất lượng nước nhằm giải quyết nhu cầu nước sạch trên trạm vũ trụ Thiên Cung đang được xây dựng của nước này. Do tàu vũ trụ chỉ chứa được lượng nước uống giới hạn, nên việc lắp đặt hệ thống lọc nước được đánh giá có vai trò vô cùng quan trọng nhằm duy trì hoạt động của các phi hành gia khi thực hiện các sứ mệnh không gian dài ngày. Hệ thống lọc nước được lắp đặt tại trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc có cơ chế hoạt động tương tự như trên trạm vũ trụ quốc tế khi có thể lọc nước thải, bao gồm nước từ hệ thống làm mát, hệ thống điều hòa để trở thành nước uống. Cuối tuần này tại thủ đô Mexico City của Mexico đã diễn ra một chương trình biểu diễn thời trang đặc biệt của các sinh viên ngành ẩm thực. Màn trình diễn đã đưa người xem đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác khi các bộ trang phục lộng lẫy được lấy chất liệu từ những thực phẩm truyền thống của quốc gia Bắc Trung Mỹ này. Dưới ánh đèn sân khấu cùng âm nhạc và vũ điệu, các người mẫu dường như đã thổi hồn vào các tác phẩm đầy sáng tạo của các sinh viên chuyên ngành ẩm thực. Chất liệu không phải bằng vải mà là bằng các nguyên liệu thực phẩm truyền thống như ớt, hạt cacao, hoa quả sấy và kẹo caramel. Còn các mẫu thiết kế lấy cảm hứng từ trang phục phổ biến của các bộ lạc sinh sống tại đô thị ở Mexico. Theo kế hoạch, bộ sưu tập đầy sáng tạo và nhiệt huyết này sẽ được trưng bày tại trường đại học Cloister Sojourner ở thủ đô Mexico City trong tuần tới. Thưa quý vị và các bạn, thác ở bản Hùa Mương, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An nằm trên độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển. Qua hàng nghìn năm trải qua quá trình phong hóa, thủy hóa đã tạo nên một quần thể thác nước kỳ vĩ. Thượng nguồn thác có nhiều bãi đá đẹp xếp chồng lên nhau. Đây cũng là điểm mà du khách có thể tổ chức ăn uống cắm trại. Thời lượng còn lại của chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng khám phá vẻ đẹp của thác nước 7 tầng và khu du lịch tại đây. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.